21 tháng 1 năm 2014 tới đây tại Thư viện Trung tâm Văn hóa Đà Hoai, tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra sự kiện sinh viên cùng với tình nguyện và Internet. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn sinh viên tình nguyện sẽ có nhiều hành động hướng dẫn các em học sinh cách thức sử dụng máy tính, phục vụ việc học tập và giải trí lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi, cũng như các hạn chế tác động tiêu cực của Internet. Sự kiện này thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính.